Tiếp nối chương trình trên TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi một phần bài viết của tác giả Nguyễn Thông với tự đề Những kẻ mù dẫn đường. Mà cũng không hẳn là mù mắt, nhưng mà mù đầu, mù óc, mù tư duy suy nghĩ thì quá rõ rồi. Như các cụ xưa bảo, đường quang chẳng đi lại đâm quàng bụi rậm, quờ quạng cái cây gậy lý luận khô khoắn dò đường, chỉ đâm vào ngõ cụt. Ấy là tôi nói đến cái đám đang lãnh đạo sư này này, những kẻ mù nhận trọng trách dẫn đường ấy. Điều dễ nhận ra, với hệ thống báo chí truyền thông độc quyền, cứ vài ba bữa họ lại nức nở ca ngợi chủ nghĩa xã hội, đề cao con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhất là gần đây, tán dương bài viết của ông Tổng Bí Thư, xem nó như thứ ánh sáng chỉ lối soi đường, đuốc thời đại rọi tới tương lai. Rồi ông nọ bà kia từ ông trẻ thưởng tới những bác già giáo sư tiến sĩ lập thân nuôi xác bằng chủ nghĩa Mark Lenin. Cả cái đám nhãi ranh đối diện nữa kéo nhau lên TV, lên báo chí để lập ngôn dạy dỗ, trấn an, đe nẹt. Nhưng tất cả đều chỉ là thứ lý luận suông giả dối, xiên xẹo, lập lờ, lãng tránh sự thật. Họ biết cả đấy, nhưng họ phải lờ đi, bởi nếu nói đúng sự thật thì chả khác gì tự xé toạc mặt nạ, bóc trần bản chất tệ hại của mình. Hôm qua, tôi coi đoạn phóng sự người Đức nhắc lại cái ngày 9 tháng 11 năm 1989 đập bỏ bức tường ô nhục Berlin, vừa buồn vừa rùng mình nhớ chuyện cũ. Ngược dòng lịch sử, ngày 7 tháng 11 năm 1917, dân Nga bị sự lôi kéo của mấy anh theo chủ thuyết Mark Lenin làm cuộc cách mạng lật đổ đế chế Nga, xây dựng một xã hội mới mà họ gọi là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, lấy đấu tranh giai cấp làm động lực trong hơn 70 năm Liên Xô tồn tại. Thực chất nó như thế nào thì nhiều người đã biết rồi đó. Một chế độ háo thắng, thích đánh nhau, tồn tại bằng vũ lực, bóc lột sức dân, vẽ ra những mục đích không tưởng, lôi kéo nhiều nước vào cuộc đấu đá chiến tranh ai thắng ai bằng miếng mồi tình quốc tế vô sản. Bị cai trị bởi những kẻ độc tài xấu xa dưới cái vỏ đồng chí. Không phải bàn luận tranh cãi nhiều, chỉ cần nhìn vào thực tế nếu chế độ xã hội chủ nghĩa ấy, đường lối ấy tốt đẹp thì không lý gì sụp đổ cái ầm, rồi bị chôn vùi, rồi bị vứt vào sọt rác. Cá phê xã hội chủ nghĩa vỡ tan như bọt nước trong cơn sôi sục của dân chúng vốn bị kìm nén suốt hơn nửa thế kỷ. Tốt đẹp thì phải giữ, phải tồn tại, cớ gì lại tan rã bị ném vào hố rác thế kia? Bản thân câu hỏi đã là câu trả lời, không cần giải thích. Bây giờ, ngay cả những nơi đã sinh ra ông tổ của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, những cái nơi từng là lô cốt thanh trì của học thuyết này, người ta cũng còn không thèm nhắc tới. Nếu có gợi lại cũng chỉ coi nó như cái thứ quá khứ đau buồn cần quên đi vĩnh viễn. Toàn thế giới hiện có 204 quốc gia, tức là 204 nước lớn, nhỏ. Thử đếm xem có bao nhiêu nước chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Xin thưa, chỉ vừa đủ số ngón tay của một bàn tay. Chả lẽ 199 nước kia ngu đục dốt nát hết cả? Những quốc gia giàu nhất trên thế giới, đất nước phát triển, cuộc sống sung túc, dân chúng đầy đủ hạnh phúc, không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội cả, đốt đuốc tìm cũng không ra. Những nước, những miền đã từng phát triển, từng có vị thế, có thứ hạng trên thế giới, sau khi theo chủ nghĩa xã hội hoặc bị cưỡng bắt theo chủ nghĩa xã hội, ngã vào chủ nghĩa xã hội, ngay lập tức hoặc lún dần vào cái sự nghèo đói kiệt quệ, dần rơi vào cái cảnh bần cùng, dân tộc thì không ngóc đầu lên nổi. Mà rõ nhất là Cuba này, Bắc Triều Tiên này, miền Nam Việt Nam này, Venezuela này. Phe xã hội chủ nghĩa từng có 13 nước, sau khi tan rã thì chỉ còn 4 nước kiên định đói nghèo. Những nước kia sau khi tự cởi trói đã chấm dứt cái sự nghiệp giảm nghèo bền vững, mau chóng đem lại đời sống ấm no cho dân chúng. Bài viết của tác giả Nguyễn Thông tạm dừng ở đây Anh Chi sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật đến quý vị Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau Anh Chi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 Bài viết Những kẻ mù dẫn đường của tác giả Nguyễn Thông trong phần 1 tôi có nhắc tới nước Đức và bức tường Berlin nó sụp đổ ngày 9 tháng 11 năm 1989 cách đây 32 năm. Nước Đức thống nhất đoàn tụ một cách vĩ đại xét dưới góc độ nhân văn chứ không phải góc nhìn chiến tranh. Đem xương máu dân tộc nhân dân nướng vào cuộc chiến tranh ý thức hệ tàn bạo dưới danh nghĩa giải phóng không có gì là vĩ đại cả không có gì đáng ca ngợi cả và chuyện này tôi sẽ nói sau trong một bài khác. Lứa chúng tôi sinh ra giữa thập niên 50 khi miền Bắc chính thức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đẹp về lý thuyết rất là đẹp. Đẹp tốt hơn bất kỳ thế chế nào và nó cũng đẹp trong văn nghệ thơ ca. Nó đẹp từ mồm của những người lãnh đạo, từ báo chí, từ đài phát thanh. Nhưng nó chỉ không đẹp, thậm chí chứa đầy xấu xa tệ hại. Xấu hơn, tệ hơn so với xã hội trước nó là ở thực tế. Giữa lý luận và hiện thực là vượt sâu thâm thẳm những người sống ở miền Bắc từ thập niên 50 tới 80 biết rõ điều này. Phe xã hội chủ nghĩa Cộng sản khi tồn tại gồm 13 nước. Bất kỳ đứa học trò nào trải qua trường phổ thông ở miền Bắc đều nhớ nằm lòng những con số chi tiết như vậy. 13 nước ấy gồm Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ, Cuba, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary, Rumani, Albania, Đức, Nam Tư đã sớm rời bỏ, còn Lào thì mãi sau này mới bị suối gia nhập nên không tính. Con số 13 cực xấu, bản thân nó đã chứa đầy nguy cơ tàn vỡ, chiến tranh, nội chiến, đói nghèo, lạc hậu, lại cộng thêm cái bản chất chủ nghĩa xã hội với những độc tài giả dối phản dân chủ nữa, nên nó tồn tại được trong gần nửa thế kỷ đã là quá nhiều rồi. Lẽ ra nó phải bị diệt vong sớm hơn. Trong giai đoạn cuối của nó, thêm mấy anh có tiềm năng thế mạnh nghèo đói nội chiến nhảy vào, càng làm cho nó mau chóng lăn xuống huyệt. Những Angola, Congo, Afghanistan, Mozambique, Somali, Yemen, Ethiopia, Nicaragua. Điều đó càng chứng tỏ nghèo đói, chiến tranh và chủ nghĩa xã hội là một dễ tìm tới nhau. Nếu chủ nghĩa xã hội tốt đẹp, sao không thấy trong đội ngũ của nó có những Thụy Điển, đang Mạch, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei? Khi chúng tôi, đám con em nông dân học lớp 10 thi tốt nghiệp phổ thông, ước mơ lớn nhất là được đi học nước ngoài. Dĩ nhiên, trên báo đài cũng có những anh điển hình chỉ ao ước được ra trận. Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Tôi nói rằng trên báo đài nha, bởi trong thực tế các bạn cùng khóa với tôi không có anh nào ước được ra trận cả, ra đi là do bị bắt buộc mà thôi. Chỗ của con nông dân là chiến trường, mặt trận hầm hào đánh nhau chết chóc. Đặc quyền đi học nước ngoài dành cho con em của cán bộ lãnh đạo, sẽ có ai đó bảo nói thế là không đúng vẫn có những con em ông to bà lớn đi bộ đội ra chiến trường hy sinh đó sao? thì đành là vậy, đâu có phủ nhận đâu, nhưng chỉ là cực kỳ ít ỏi trong cái tỷ lệ phân chia quyền lợi. trong số 13 nước thiên đường kể trên đó, nếu mà được đi nước ngoài, người ta cũng chỉ mong được đi học ở Đông Đức, sau đó là Ba Lan, Tiệp Khắc, chứ không phải Liên Xô, lại càng không phải Triều Tiên, Mông Cổ, Cuba. Người Đức vốn sẵn sự thông minh giỏi giang, lại thêm sát nách với Tây Đức nên đời sống là khá nhất sang đó thực hiện cứu nước cứu nhà dễ nhất đông đức về mức sống đứng đầu phe chủ nghĩa xã hội là niềm ao ước là đỉnh của cả phe tuy nhiên so với tây đức thì chưa là gì cả thực tế cho thấy dòng người chạy trốn vượt tường đào thoát tìm miền đất mới chỉ có một chiều tức là từ đông đức sang tây đức chứ không có theo cái chiều ngược lại bao giờ cả và cũng chỉ có người từ các nước xã hội chủ nghĩa phe thiên đường trốn sang các nước tư bản dãy chết phe địa ngục chứ không có cái chiều trốn ngược lại. Đó là sự thực phải mở to mắt ra mà nhìn, bung não ra mà nghĩ, chứ không thể lý luận xua một cách lú lẫn được. Cái sự chênh lịch giàu nghèo tốt xấu hay dở do thể chế nó không chỉ bộc lộ ở hai miền của nước Đức mà những nơi khác tương tự cũng vậy hãy ngẫm lại hai miền Nam Bắc Việt Nam suốt thời gian hơn 20 năm đi. Và cũng nên bỏ ngay cái thứ lý luận bảo rằng miền Nam ăn viện trợ của Mỹ bơ thừa sữa cặn phồn vinh giả tạo đi. Rồi ngó qua Hàn Quốc, Triều Tiên từ thập niên 50 tới tận bây giờ. Rồi Cuba trước và sau thời điểm năm 1959 cách mạng vô sản. Rồi những nước mà đã tháo phăng cái áo chủ nghĩa xã hội lạc hậu chật trội. Từ đói nghèo vươn lên hạnh phúc như Mông Cổ, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary để mà hiểu chủ nghĩa xã hội tốt hay xấu, đáng chọn, đáng theo, đáng kiên định hay không. Khi chiếc áo đã rách tả tơi thì phải chấp nhận thay, chứ không thể chấp vá níu giữ tạm bợ, đánh lừa dân và tự lừa mình bằng cái chiêu trò đổi mới. Biết nó xa vời, ảo tưởng, khó khăn không tới được thì đừng có lú lẫn đâm đầu mãi vào như con đà điểu chúi đầu vào trong cát. Rốt cuộc sẽ trả đi tới đâu ngoài mấy cái bánh vẽ cho dân thưa quý vị tác giả nguyễn thông ngừng ở đây anh chi sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật đến quý vị những phần còn lại cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau chí kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 3 loạt bài viết những kẻ mù dẫn đường của tác giả nguyễn thông suốt nhiều thập niên ở miền bắc cũng như ở miền nam sau giải phóng đám học sinh sinh viên dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa luôn được quán triệt rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại hạnh phúc cho con người chủ nghĩa công sáng là mùa xuân của nhân loại Cùng với đó, tất nhiên, ngược chiều, chủ nghĩa tư bản cực kỳ ghê tởm, đáng ghét, chỉ bóc lột, xấu xa, làm giàu trên xương máu mồ hôi nước mắt công sức của người lao động. Xã hội tư bản, dù có phát triển mấy đi chăng nữa, cũng chỉ phồn vinh giá tạo. Về cơ bản, vẫn là xã hội bóc lột, cần phải bị tiêu diệt công nhân người lao động trong xã hội đó không hề có quyền làm chủ tập thể không khác gì cái máy vì thế phải tiến hành đấu tranh dài cấp trên phạm vi toàn thế giới phải chốn vui tư bản để xây dựng thế giới đại đồng họ bảo bao giờ thế giới đại đồng chúng ta sẽ thoát khỏi vòng giang trưng. thậm chí họ còn vẽ ra tương lai làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu họ kháo nước nga có chuyện lạ đời đem người nô lệ thành người tự do sung sướng thay thợ thuyền Nga những ngày nghỉ việc đều là ăn lương. Tất cả những cái điều tôi biên ra đây đó đều có trong lý luận về chủ nghĩa xã hội. Không đứa sinh viên nào hồi thập niên từ 70 đến 90 mà không biết không thuộc. Ai không tin thì cứ vào thư viện tìm đọc cuốn dưới lá cờ vẽ vang của đảng vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội của ông Lê Duẩn in lần đầu năm 76, sau đó tái bản mấy chục lần, hàng chục vạn cuốn không khác gì mao tuyển trước tác của mao ở bên tàu ấy. Sinh viên thời ấy mà không thuộc cuốn này thì cầm chắc là rớt môn chính trị kinh tế học. Tháng 10 năm 76, lứa chúng tôi trước khi tốt nghiệp phải thi cái môn bắt buộc ấy. Đề thi đương nhiên là lấy từ nội dung dưới lá cờ vẽ vang rồi. Một người bạn tôi, anh Tâm, đem tờ báo có ảnh ông Lê Duẩn vào phòng thi nhưng mà lại quên đem theo cái phao mao tuyển việc. Thế mới gay chứ loay hoay mãi, không nhớ người đã dạy dỗ chỉ đường lên chủ nghĩa xã hội như thế nào. Y bèn lấy tờ báo ra, khoanh một vòng vào mồm người, lại còn dạy dỗ chú thích rằng tất cả chúng ông khổ bởi cái mồm này. Hớ hình thế nào, giám thị của thầy Bùi Văn Chép bắt được tàn chứng vật chứng chống đối rành rành thế kia. Tâm ta dù học rất giỏi, vẫn bị đình chỉ thi, treo án một năm không cho bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Sau này tâm ra trường về báo Hà Nội mới gần như cả trường tổng hợp khóa 17, ai cũng biết cái chuyện cười ra nước mắt của năm ấy. Thôi thì, cái thời tranh tối tranh sáng đắm chìm ở trong vòng ngu muội nó thế đã đi một nhẹ. Bởi vì không có bất kỳ cái kênh nào để mà mở mang đầu óc, để mà tự giải phóng. Cho nên đành tin vào báo nhân dân, tin đài tiếng nói Việt Nam, tin rằng chủ nghĩa xã hội đã trong tầm tay, chỉ còn quá độ chút xíu nữa là tới. Rồi tin chủ nghĩa cộng sản đang vẫy gọi phía đằng xa. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, thầy bu tôi đã được tuyên truyền miền Bắc đang thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp hết cả đất đai, ruộng, vườn, trâu, bò vào hợp tác xã để mà tiến lên. Tiến mãi, chủ nghĩa xã hội đâu chữa thấy, cũng chả biết khi nào mới hết quá độ, chỉ thấy phú quý giật lùi trong từng cái miếng cơm manh áo. Hơn hai chục năm sau, chúng tôi con của thầy Bu lăn vào đời kiếm sống, lại đưa các ông bà cán bộ giác ngộ rằng đất nước ta đang thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lại quá độ, lại tiếp tục tiến lên. Tận mắt chứng kiến đánh tư sản, bao cấp, ngăn sông cấm chợ, đổi tiền, ăn bo bo, vượt biên. Không còn phú quý để mà giật lùi nữa quý vị à. Có lúc nghĩ mình đã chạm đáy rồi, không còn vực nào sâu hơn. Nghe cái câu quá độ tiến lên, sao mà nó cay đắng, May là thông tin đã nhiều kênh hơn, sự bưng bít dần dần bị phá bỏ. Chợt hiểu rằng tất cả chỉ là sự lừa dối có hệ thống là nghệ thuật cho nhau ăn bánh vẽ. Giờ lại đến đời các con tôi, tức là đời cháu của thầy bu tôi. Sau thêm nửa thế kỷ nữa, vừa rồi lại nghe ông Trùm Đảng công phu hệ thống lại lý luận và khẳng định đất nước ta vẫn trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Rồi ạ, à, quá độ gì mà dài thế, long thông thế hả ông? Thầy bu tôi đã khuất núi sau chặng dài quá độ, chưa hề biết mùi chủ nghĩa xã hội nó như thế nào. Tôi, đời thứ hai, cũng chả hy vọng gì thấy đất nước thoát khỏi thời kỳ quá độ. Mà ngay cái thằng con đời thứ ba cũng đã sống nửa đời người, vẫn quá độ. Không một chút ánh sáng nào cuối đường hầm để cho nó phấn khởi tin tưởng. Chính ông trưởng đảng mấy năm trước còn nói thẳng, có lẽ tự thấy chả cần giấu giếm nữa ha. Chưa chắc cuối thế kỷ này đã có được chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lý luận nhiều khi cũng khôi hài phết nhỉ. Trong bài viết được công bố vào tháng 5 năm 2021, ông Tổng Bí Thư lại một lần nữa thừa nhận cái điều đó. Ông bảo cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại đầy thử thách khó khăn, một sự nghiệp tự giác liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Ôi dồi ôi đấy là tôi trích chính xác nguyên cái đoạn văn đấy đó nhé thưa ông ông không nóng vội bởi vì có thể các ông đã tới đích rồi chứ còn dân chúng sốt ruột lắm rồi ạ à. nhà tôi ba đời quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội mà chưa ai biết biết hình biết dòng, biết mặt mũi nó như thế nào đấy ông ạ à. nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày Sống trăm tuổi là hết kiếp, hết một đời người rồi. Có ai sống được vài ba kiếp, tái sinh như Phượng Hoàng, mọc đầu như Phạm Nhan để mà chờ hưởng thụ cái chủ nghĩa xã hội của các ông đâu mà bảo là không thể nóng vội. Đã biết nó khó khăn, sao không chọn con đường khác như người ta mà lại cứ đâm đầu vào thế? <laughs> Quý vị có nóng vội không? Quý vị có mong muốn thấy chủ nghĩa xã hội nó như thế nào không? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt. Anh chị sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết tiếp theo của tác giả Nguyễn Thông để gửi đến quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Anh Chi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 4 loạt bài viết Những kẻ mù dẫn đường của tác giả Nguyễn Thông lại nói, trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được công bố hồi tháng 5 năm nay, ông Tổng Bí Thư khẳng định, cảnh báo, nhắc nhở rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vĩ đại, khó khăn, không thể nóng vội. Tôi sực nhớ ông anh họ tôi, một thầy giáo làng, nhưng kiến thức thì không phải dặn vừa nhé. Hồi còn sống, có lần ông bảo, mấy ông cộng sản chỉ thích làm những cái thứ vĩ đại, làm đất gì cũng gắn cái mát vĩ đại, đem bao nhiêu sức lực của cái thời gian ném vào đó, không cần biết nó sẽ đem lại gì cho dân chúng, đất nước. Ngẫm lời ông Anh thấy đúng thật. Thứ chủ nghĩa xã hội bánh vẽ vĩ đại mà các ông bà ấy theo đuổi tới nay đã hai phần ba thế kỷ, rô cục chỉ đem lại nghèo đói, lạc hậu, nội chiến, chiến tranh, rồi sâu xé đất đai, tan rã rừng mối xã hội. Dân chúng thì bất hạnh, kìm hãm đất nước chậm tiến hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm so với rất nhiều quốc gia khác. Nếu nó, cái thứ chủ nghĩa xã hội ấy, có đem lại chút gì tích cực thì chính là ở cái chỗ nó đã tạo được cuộc sống đế vương cho tầng lớp lãnh đạo, mà trường hợp xơi thịt bò giác vàng là một ví dụ rõ ràng nhất đấy. Ăn bánh vẽ thì làm sao mà no mà bảo là không thể nóng vội? các ông các bà cửa son rượu thịt để ôi thì mới đủng đỉnh chứ dân chúng chúng tôi nóng vội sốt ruột lắm rồi nếu ai cũng như các ông các bà nhà cao cửa rộng biệt thự xa hoa xe công miễn phí miễn phí cả tài xế lẫn xăng mua bán thì những tôn đảng nhà thờ, bệnh tật thì nằm phòng riêng, thì những việc số 108 này hay là chết trôn nghĩa địa riêng rồi con cái được tập ấm cha truyền con nối để mà giữ hồng phúc của dân tộc. Vậy thì sốt ruột làm gì cho nó nặng đầu khổ tâm nào? Ông giỏi lý luận, ông phải nói ra được cái điều liên quan tới vận mệnh của dân chúng cần lao của cả dân tộc, của trăm triệu người, chứ không thể chỉ lanh quanh liên quan tới cái đám vua chúa quần thần của ông được. Đừng như cái kẻ làm vua xưa kia. Hả? Khi được nghe tâu dân ngay cả cháo cũng không có mà ăn thì lại phán rằng sao họ không ăn thịt. Tôi, kẻ viết những cái dòng này, đã đọc không sót một chữ nào trong bài lý luận đặc sệt của ông Tổng Bí Thư. Ông khen chủ nghĩa xã hội và vạch ra những cái khiếm khuyết tệ hại của chủ nghĩa tư bản, rồi chốt lại là xứ ta dứt khoát, kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vậy tôi xin hỏi ông và các đồng chí của ông nhé, trái đất này hiện hơn 200 quốc gia có bao nhiêu nước đang tiến lên chủ nghĩa xã hội hả? Tất cả những nước giàu có phát triển vượt bậc, dân chúng ấm no hạnh phúc, có nước nào tiến lên chủ nghĩa xã hội không? Trung Quốc vài chục năm qua đã phát triển nhanh, mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột. Có phải nó võ chủ nghĩa xã hội mà ruột là tư bản hay không hả? Mỗi khi cần thu hút đầu tư nước ngoài, các ông thường mời gọi những nước tư bản hay mời gọi những nước xã hội chủ nghĩa. Các ông thích làm ăn với Mỹ, với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Úc hay là làm ăn với Triều Tiên, Cuba, Lào, Venezuela trả lời xem nào. Giá trị đồng tiền của những nước tư bản và những nước xã hội chủ nghĩa thứ nào hơn thứ nào. Con cái các ông gửi đi học, đi rèn luyện để về làm quan nối gót các ông. Có chọn Triều Tiên, Cuba làm lựa chọn hàng đầu không? đi du lịch ăn chơi các ông và người nhà của các ông có tới Cuba, Triều Tiên, Lào, Venezuela không? Xe các ông đi là xe Đức, xe Nhật, xe Mỹ hay xe chủ nghĩa xã hội nào? Đồ sinh hoạt các ông xài, thậm chí là thực phẩm, nước uống hàng ngày đó có do Cuba, Triều Tiên cung cấp không? Hay từ nơi nào, nước nào đến nào? Tiền trong túi các ông, các bà là đô la, là mát, là yen hay là tiền kiếp, tiền won hay tiền peso? Đó tiền của các xứ tư bản hay tiền của các nước xã hội chủ nghĩa? Cứ trả lời được những cái câu hỏi đơn giản ấy thôi là đã rõ. Chứ chưa cần phải hỏi trong các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nơi đâu giàu có và phát triển nhanh nhất, bền vững nhất, nơi đâu người dân được quyền dân chủ và được sống hạnh phúc nhất, nơi đâu cột điện tự nhỏ góc về đâu nhất. Đừng có lừa mị cả vú lấp miệng em nữa. Tôi thấy trên hệ thống báo chí truyền thông của các ông, trên mồm của các giáo sư tiến sĩ lý luận Mark Lê, rặt những cái lời xưng tụng bài viết của ông, nào là sáng suốt, đổi mới, đột phá. Thôi, giọng mấy ông giáo sĩ sống bằng lý luận như Hoàng Chí Bảo, Đức Dũng, Tạ Ngọc Tấn hoặc cái đám đối diện không nói làm gì. Họ không khen thì có mà đói rã họng. Còn những lời có cánh khác là của ai? Của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, của ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Cuba, của ông tổng bí thư đảng lao động mexico, ông trưởng ban tuyên huấn lào, ông cựu đảng viên cộng sản đức, ông công an lào từng học ở việt nam, của tay giáo sư lý luận đảng cộng sản trung quốc, của tay cộng sản nga chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội. Oh, nói tóm lại của đồng hội đồng thuyền của đám anh em chung chiến hào tiêu diệt chủ nghĩa tư bản diệt suốt bao năm nay không diệt được rồi ạ. À. Nếu cái đám ấy mà thấy chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp như ông nói, sao chúng không kêu gọi nhân dân nước chúng phất cờ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ngay trên đất nước chúng đi, xây dựng thiên đường ngay trong nhà mình đi, lại cứ đứng ngoài ăn bơ thừa sữa cặn rồi suối người khác nghèo bền vững. Chúng có giỏi, cứ làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước chúng đi. Đâu có cái thói mà hồn trương ba gia hàng thịt như thế. Thân xác hưởng thụ thành quả tư bản, còn đầu óc thì hướng về chủ nghĩa xã hội. Đám giáo sư tư tưởng lý luận ở Đức Nga kia không mở to mắt, nhìn ngay vào thực tế đất nước mình, lại cứ đi khen đểu, suối người khác đâm đầu vào ngõ cụt. Cũng xin ghé tay ông nói nhỏ, lý luận của ông nếu là tuyệt vời về hướng đi cho nhân loại, sao không thấy bà Merkel hay ông Lý Hiển Long hay các thủ tướng Nhật, Úc, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, thậm chí cả Putin lên tiếng ngợi khen xin copy về để mà áp dụng cho xứ sở của họ hở ông? Tôi chỉ đề xuất, nếu các ông thích kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, chả ai cấm. Các ông cứ chọn lấy vài tỉnh, thậm chí nửa nước, tụ họp hết những người cùng chí hướng vào đó để cùng nhau xây dựng thiên đường của các ông. Lâu hay mau, khó hay dễ, nóng vội hay không nóng vội, tự các ông chịu. Làm tốt thì các ông hưởng, không ai dành phần gây chiến, đòi giải phóng các ông làm gì. Phần còn lại, để người dân được lựa chọn đường đi cho mình. Chắc sự khắc xuất chẳng bao lâu rồi lại khắc nhập thôi, mà kết quả thế nào thì ngay bây giờ đã biết. Thói đâu mà có cái thói cứ bắt mọi người phải cúi đầu lon ton đi theo mình trên một cái con đường vô định như thế. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.